Sau chiến tích giành 4 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, chiều 16 tháng 5 năm 2023, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã về đến thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều cổ động viên, người thân và bạn bè đã đội mưa đến sân bay đón và chúc mừng các võ sĩ. Ngoài ra còn có một thành viên đặc biệt đến đón Châu Tuyết Vân, khiến cả đội bất ngờ và thích thú. Em tên là Sữa, em đã được 2 tuổi rồi. Sữa cũng là một trong những thành viên của gia đình và rất là được mọi người cưng chiều, kể cả ba mẹ, coi như là một đứa con trong nhà. Mỗi lần gọi cho mẹ về là mẹ ơi cho con thấy Sữa thì con nhớ nó quá à, con chịu hết nổi rồi. Cái là mỗi lần mà kêu tới tên nó là đưa cái mặt lên, nên là mình cũng có đi đâu cũng mong về gặp ba mẹ và cả gặp Sữa, một trong những thành viên của gia đình. Tại SEA Games 32, Hoa Khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung quyền sáng tạo đồng đội đầy kịch tính. Đây cũng là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 6 liên tiếp của cô. Cô gái sinh năm 1990 vẫn cháy hết mình với đam mê dành cho võ thuật khi cho biết chỉ cho bản thân một ngày nghỉ và sẽ trở lại tập luyện ngay sau đó. Đầu tiên là chị sẽ dừng tham dự SEA Games để bảo vệ 6 lần liên tiếp vô địch của mình. Và chị vẫn sẽ tiếp tục với con đường võ thuật của mình, với đam mê của mình, nhưng mà ở những cái giải khác thôi. Còn SEA Games với mình 8 kỳ liên tiếp, 1 đồng, 1 bạc và 6 huy chương vàng. Thì đối với chị là một cái điều mà bản thân mình đã cảm thấy đủ và cảm thấy rất là đong đầy.